cứ đợi đến cuộc họp cổ đông đi em sẽ đảm bảo lần này na sinh dâu sẽ phải hạ mình trước mặt em cho coi <laughs> sd à cái tên này nghe có vẻ cũng hay à ai mà đoán được em là giám đốc điều hành của sd chứ em giấu kính tới như vậy mà s là sang hôn ừ. d là đa hi đúng vậy <laughs> em đã suy nghĩ nát óc về cái tên đó đó <cười> <cười> ông anh nè Em hãy nói bóp tới cuộc họp của Đông trước đi. Anh với anh ta phải có mặt cùng lúc. Anh đừng lo. Chắc chắn anh ta sẽ đến kịp để dự cuộc họp mà. Không sao đâu. Càng ly. <cười> <cười> Chúng ta ăn mừng bằng cà phê sao? <laughs> oh, Ồ, chào Phó Chủ tịch Park. <laughs> anh đã chuẩn bị mọi việc tới đâu rồi hả? Oh, có vẻ không thuận lợi lắm. Anh nhớ là phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện đó. Vì giờ Kim Sang Ho đã có được sự ủng hộ của các cổ đông nhỏ và anh ta đang tiếp cận với các lãnh đạo cấp cao. Theo tôi biết thì những người đó ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến kết quả cuộc họp này. Hiện giờ anh ta cũng đã công khai thuyết phục bọn họ đứng về phía mình và có rất nhiều người đồng ý chấp nhận làm theo. Tôi biết chuyện đó mà. Bây giờ chúng ta nói chuyện thêm có được không? Được. Vậy đi thôi. <laughs> Đây nè. Anh hãy coi là danh sách này trước đi. Những người đứng về phía Kim Sang Ho tôi đã đánh dấu rồi. Tôi nhờ anh kiểm tra lại giùm tôi. À được, tôi hiểu rồi. Người này, anh ta, ông ta. Anh đánh dấu đúng rồi thôi Ờ, à, vẫn còn hai người này. Nếu chưa kiểm tra, thì sẽ là một sai lầm lớn đó. Theo tôi thấy thì không thể tin tưởng họ được. Anh có chắc không vậy hả? Tôi chắc chắn với anh đó. Mặc dù tôi không biết trước đây hai người họ có nói gì với anh hay không, nhưng tôi biết họ đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ của Kim Sơn Hô trong công việc làm ăn. Vì vậy hai người này không tin tưởng được. Anh hãy kiểm tra lại đi. Được. Vậy mà bà cũng giấu nữa Con nè Đây là bí mật giữa ba và con đó Chị Sơn Giòn và anh Minh Sô mà biết được sẽ không vui đâu Nhưng mà Con cũng biết hiện giờ là tuổi nó Tụi nó đang áp lực thế nào mà Chúng đang rất dứt giả chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông con à Dạ Cho nên Chỉ ba với con biết chuyện này thôi đó Con không thể hứa với ba là mãi mãi không nói ra chuyện này Không đủ con à Ba rất xin lỗi bà xin lỗi vì đặt con vào tình cảnh này bà không bắt con phải nói dối đâu cứ giả bộ là không thấy ba ở đây là được rồi nhưng bà hứa là từ ngày mai sau khi ba xuất viện rồi bà phải để cho con chăm sóc cho ba có được hay không ừ được rồi à, vào đi giám đốc à chị xem lại thử phần vai của chiếc váy này đi ờ à, được rồi à đã à, chú biết khách ngon miệng cậu lại đây dạ sao chị đi giao hàng đi địa chỉ ở đây à, dạ được em sẽ đi và quay về thật lẽ kiên trì thì cay đắng nhưng chăm chỉ mới có được trái ngọt đã biết chưa nhưng cả hai việc chị vừa nói đều là cây đắng không phải hả là vậy hả chưa sao nữa thôi em đi giao hàng đây nhưng mà kiên trì và chăm chỉ đâu cây đắng còn gì ngọt gạo chỗ nào vậy trời à, đúng rồi đúng rồi là trái cây trái cây rất ngọt không phải hay sao hả chà vậy mà cứ tưởng ở đây chỉ có mình là ngốc chứ ờ à. sao rồi anh biết rồi thì hỏi làm gì <laughs> tôi không biết cho nên tôi mới hỏi chứ kim sang hô tôi không có hướng để đứng tán gẫu với anh chúng ta hãy thống nhất nói với các con thế nào đi ồ cả ngày nay tôi cũng đang nghĩ không biết tôi nên giải thích việc ba mẹ ly thân cho các con như thế nào nếu anh quyết định ly hôn với tôi luôn thì tôi vô cùng biết ơn anh tôi làm như vậy là đang giúp đỡ cô rất nhiều đó không một ai có thể ép tôi hay đuổi tôi khỏi căn nhà đó được nhưng vì không muốn thấy Lee Anh hi nữa nên tôi mới tình nguyện rời đi được rồi vậy thì tối nay tôi sẽ về nhà thu dọn hành lý vậy thì tốt cảm ơn anh cô nên nhớ đây mới chỉ là tạm thời thôi cuộc ly hôn của chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước hả <laughs> Đã tới lúc rồi sao Vẫn chưa Chị à Em có dự cảm chẳng lành về chuyện này đó Chị cũng vậy Chị lạnh hết cả sống lưng nè Có phải là Em cũng vậy luôn dạ ly hôn ly hôn mà chị cũng đừng có thất vọng quá ba và mẹ ở bên nhau đến tận bây giờ đã là một phép màu rồi còn gì cho nên chị đừng có buồn chị cũng biết mà à, bác sĩ bác muốn chủ tịch ở lại thêm một ngày nữa tôi không sao đâu ông ấy chỉ kêu tôi cần phải nghỉ ngơi thôi tôi vẫn có thể nghỉ ngơi tại nhà kia mà dạ thưa chủ tịch ông ở lại đây mới được nghỉ ngơi nhiều ạ à? ôi trời ơi tại tôi muốn về nhà với các con cháu của tôi không thể tin nổi là anh để con dâu tôi nhìn thấy các con tôi ở nhà mà biết bảo đảm tụi nó sẽ tức tốc chạy tới đây bao giây tôi ngày cho nên tôi nghĩ ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn chủ tịch à nhưng mà sức khỏe là chuyện quan trọng mà ôi, trời ơi không sao hết mà nhìn đi ca phẫu thuật kết thúc và tôi vẫn khỏe giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp con cháu tôi và đi dạo vòng quanh khu nhà mỗi ngày thì tốt cho việc hồi phục hơn được rồi đi thôi mặc dù chị không thích ba lắm nhưng chuyện này vẫn khiến chị thấy buồn chị nè nếu như ba nhà mẹ mà ly hôn với nhau thì chúng ta cũng không được để chuyện này hủy hoại con người chúng ta chị biết nếu em thấy việc ly hôn của ba mẹ quá sức chịu đựng của em thì nói với chị chị sẽ luôn ở bên cạnh em Dạ. Mặc dù là vậy Nhưng cũng may là vì chúng ta vẫn có ông ngoại để dựa vào Đúng vậy Lúc ba mẹ quyết định ly hôn với nhau Em thấy cũng thật may mắn khi cũng có ông ở nhà đó Nếu như ông ở nhà thì em không biết phải làm thế nào luôn Họ đúng là Người lớn mà không trưởng thành gì hết anh minh Sư về rồi hả ờ anh hi à chắc hôm nay lại là một ngày dài nữa rồi trông anh rất mệt mỏi đó ờ uh, anh thực sự rất là mệt mỏi anh phải cố gắng lên gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc nhưng mà vẫn chưa giải quyết xong nên anh cũng lo lắng lắm anh đừng có lo lắng quá đã có em ở đây rồi anh biết lúc trước năng lượng của anh bị rút cạn ở công ty nhưng khi nhìn thấy anh hi của anh là anh lại ngập tràn sức sống về nhà đúng là vui thật đó coi như đây là nhiệm vụ mới của em được chứ. <laughs> <laughs> ôi anh nói bụng quá chừng anh rửa mặt đi rồi ăn cơm à. ừ. mẹ, mẹ về, về rồi, rồi đó hả? hả hôm nay hai đứa về sớm bộ có chuyện gì sao ừ mẹ đang định nói gì thì mẹ cứ nói với con đi để con còn chuẩn bị tâm lý nữa có phải là chuyện ba với mẹ không? Ừ. Có phải chuyện ly hôn? Thực ra thì vẫn chưa phải ly hôn. Chỉ ly thân thôi. Được rồi, mẹ vào trong thay đồ rồi sẽ ra ngay. Ừ. Dạ. Đúng là như vậy rồi. Như chúng ta dự đoán. <laughs> Gì vậy anh? Ồ, ờ, đây à. Đêm nay anh đến ở chỗ em có được không vậy hả? Anh dọn ra khỏi nhà đó thì sao? Đáng là anh phải ly hôn xong thì lúc đó anh mới chuyển đến đây ở cùng với em được chứ sang hôn. Rượu mới thì cần phải có một bình rượu mới chứ anh là người sắp chiến thắng cuộc chiến này rồi cho nên anh không thể ở chung với một lũ người thất bại đó được chỉ toàn một lũ vô dụng vậy là anh cũng không thể chịu được bản mặt của nam minh su và lý in hi nữa vậy anh cứ tới đây đi em sẽ chuẩn bị để đợi anh cơm ban sức tôi đối xử tốt với anh chỉ vì anh là chủ tịch thôi đó nếu không á thì anh đừng có mầm mơ <laughs> mẹ à đây có phải là quyết định cuối cùng chưa ừ chuyện ba mẹ ly thân hiện giờ là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta nên ba mẹ sẽ làm vậy cho dù là mẹ quyết định thế nào đi chăng nữa con cũng hết lòng ủng hộ mẹ con cũng vậy luôn con cũng đã từng nói với mẹ rồi con nghĩ mẹ có quyền được sống tự do và có được hạnh phúc của mình đúng vậy có thể ba mẹ ly thân nhưng ba mẹ vẫn sẽ là ba mẹ của các con Bất cứ lúc nào các con cần, ba mẹ sẽ có mặt ngay lập tức. Vậy là ba sẽ chuyển đi hả mẹ? Ừ. À... Tuy hôm nay không có nhiều món lắm, nhưng anh hứa phải ăn thật ngon đó nha. Anh chỉ cần kim chi và trứng chiên là đủ rồi. <laughs> Được rồi, anh ăn nhiều vô. À. Còn một chuyện em đang muốn nói với anh nữa nè. Chuyện gì vậy? Nhưng bây giờ anh phải ăn xong bữa tối đi đã Rồi em mới nói cho anh nghe ừ, Anh biết rồi <laughs> Ồ Mọi người có mặt sớm vậy Ba Nghe giọng của ba con thấy có vẻ khá phấn khởi đó <laughs> Nghe nó nói kìa Thằng bé này nó trở thành diễn viên hài từ bao giờ vậy không biết <laughs> sao bà có thể lấy chuyện này ra làm trò đùa được chứ Vậy là Ba với mẹ sẽ ly hôn Không phải ly hôn đâu Ba mẹ chỉ tạm thời xa nhau một thời gian ngắn thôi Chưa đến mức phải đưa nhau ra tòa để ly hôn đâu Vậy cũng có khác gì đâu chứ Có phải Lý do là cô Đa Hi không Cô Đa Hy sao Mẹ con nói vậy à Dạ không Tự con nhận ra thôi như vậy ba với mẹ quyết định chia tay nhau Là gì của Đa Hy sao Ơi trời ơi, làm gì có chuyện đó Đa Hy không liên quan gì ở đây Thực ra ba và mẹ Có mục tiêu và quan điểm sống khác nhau Nên ba mẹ mới chia tay nhau Nói tóm lại Ba mẹ không hòa hợp về tính cách Mẹ rất xin lỗi Xin lỗi vì ba mẹ đã làm vậy Mẹ không thể cùng với ba con Sống hạnh phúc và bảo vệ gia đình này Chẳng phải gia đình của chúng ta đã từng rất hạnh phúc hay sao ba mẹ chưa từng cãi nhau lần nào ba mẹ đưa hai con ra ngoài ăn rất nhiều chúng ta cũng rất vui vẻ ở các công viên giải trí nữa mà các con cũng chưa bao giờ thiếu tiền tiêu giặt có đúng không các con cứ thử so sánh với những đứa trẻ khác xem các con sẽ thấy mình đã sống một cuộc sống khá là sung sướng ba mong rằng hai con hãy hiểu cho ba mẹ dạ con biết rồi con biết rồi Dạ thôi được rồi, con xin phép về phòng Con cũng vậy Nè, đợi đã, ba vẫn chưa nói chuyện xong mà Những lời ba vừa nói với tụi con đã quá đủ rồi Dạ Đó là những gì mà anh muốn nói sao Anh nói tạm biệt với con mình như vậy mà được hay sao Na Sinh Dương có phải cô nói gì với tụi nhỏ rồi hay không Cô đã nói chuyện của tôi về Đa Hi có phải không hả? Muốn nghĩ sao thì tùy anh. Cô ta tỏ ra cao quý nhưng lại lén lúc nói xấu sau lưng. Cô ta làm cho các con ghét mình. Nói xấu mình dễ quá mà. Ơi thì Chị có ổn hay không đó? Vậy con em, Thấy không ổn chút nào cả Chị cũng không ổn Bây giờ đăng ký vào cái này thì Mình phải ghi thông tin đây Rồi sau đó mình ừ, Ghi vào cái này Như vậy mới được Bà ngoại ơi đang... Hả? Bà đang học gì sao Ừ, học cái này thú vị lắm đó con về phương pháp chăm sóc khách hàng phải không còn thấy bà là số một rồi học làm gì mặc dù vậy để được cấp bằng thì bà cũng cần vượt qua bài kiểm tra viết đã hy vọng sẽ có đông khách hàng tới vào ngày mở cửa khai trương mở đầu xuân sẻ thì mọi thứ mới thuận lợi được <laughs> trời ơi về việc đó thì con không cần phải lo cho bà đâu có nhiều khách hàng nói với bà là họ nhất định sẽ đến cửa hiệu để ủng hộ mà vậy là bà ngoại của con sắp trở thành bà chủ cửa tiệm làm tóc rồi ha bà nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi đưa hết cho hê in nha trời đất ơi đưa cho con làm gì chưa con mới là người cần đưa tiền cho bà ngoại nè cần gửi bà đây ơi <laughs> ôi, ôi trời đất ơi trời đất ơi con không cần phải khách sáo với bà như vậy bà sống tới từng tuổi này có cháu ngoại để làm gì chứ? bà còn nấu cơm cho con ăn giặt đồ cho con mỗi ngày luôn nếu như con không có bà ở bên cạnh con không biết phải sống như thế nào nữa sao con lại nói vậy nhờ có hê in nên bà mới có cuộc sống hạnh phúc đó biết không giờ con còn cho bà cả tiền tiêu giặt nữa bà dám chắc trên đời này không có người bà nào được nhận tiền từ cháu ngoại giống bà đâu <laughs> dạ không có gì đâu nếu như bà thiếu tiền tiêu giặt á thì cứ nói với con nha à còn chuyện này nữa ừ cả ba con cũng cho con tiền tiêu giặt đó bà cái gì ba con cũng cho bà tiền tiêu giặt đó thiệt hả ừ <laughs> hôm nọ trước lúc bà tiễn ra ngoài ba cô còn đút tiền vào trong túi của bà đó Bà cũng cho tiền con vậy đó thật vậy sao <laughs> à. rồi bữa tối đã dùng xong rồi có chuyện gì nói đi à, mặc dù hiện giờ đã về nhà rồi nhưng mà em nói ai <laughs> em đang nói ba anh đó cái gì ba anh làm sao chứ ba các con sắp đi rồi đó, xuống nói lời tạm biệt đi. Dạ. Yeah. <laughs> Na sen cô sẽ phải hối hận về chuyện này mà nhớ giữ gìn sức khỏe đó ba biết rồi hồi giòn phải nhớ là ba vẫn là ba của các con con nhớ chưa dạ hãy gọi cho ba bất cứ lúc nào con cần ba sẽ gọi điện và thường xuyên gặp con dạ được ba dạ lắm ba nhớ giữ gìn sức khỏe không được phép gặp cái thằng nghèo hèn kia khi ba không có ở đây nghe chưa ba không có nhà nhưng vẫn coi chừng con chặt chẽ đó ba nên lo cho mình đi thì hơn Thôi ba đi đi Dạ Chị đừng có khóc mà chị Chị ghét ba lắm Em cũng vậy Ba yêu thích nhiều thứ khác hơn chúng ta đó chị ạ à. Vì vậy ba mới không chọn chúng ta Chị sẽ không bao giờ kết hôn với người đàn ông nào giống như ba hết Đúng vậy Kết hôn với người nào giống như em là được Chị nhất định sẽ kết hôn với anh Hanson. Vì đó là cách duy nhất để khiến ba nhận ra là ba đã sai rồi. Vậy cùng mình phải làm như thế nào đấy? mẹ ba đã đi khỏi rồi mẹ biết rồi <laughs> mẹ có sao không mẹ không sao đâu con <laughs> sao ba bắt em hứa với ba là phải giữ bí mật chuyện này không nói với ai. ai thật là không tin nổi giờ thì ba không sao đâu chắc ba đã xuất viện về nhà rồi sao ba lại có thể hành động như vậy được chứ khi nhìn thấy ba ở bệnh viện em cũng rất là bàng hoàng ba cứ dặn đi dặn lại là ba tuyệt đối không muốn em nói chuyện này với anh minh Sô nhưng em nghĩ kỹ rồi em không thể làm được không nói với anh mà được hay sao ba về rồi <laughs> ủa ba sao ba nói là mai mới về à thì mai uh, nhưng tiệc tùng suốt bà mệt quá không có vui vẻ gì hết uh, uh, lúc nãy ba vừa thấy Sang hô lái xe đi đâu vậy uh, dạ trễ rồi mà nó còn đi đâu nữa nên chị và kim san hô đã quyết định sẽ sống đi thân một thời gian hắn ta cũng đồng ý việc này hay sao phải anh ta cho rằng đó là bước đi tốt nhất dù sao anh ta cũng muốn chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc họp của đông sắp tới cho dù là như vậy Nhưng chắc bây giờ chị Sơn Dông cũng đang rất buồn <laughs> Bà Bắt đầu từ ngày hôm nay Tụi con quyết định tạm ly thân Quá ra là vậy Vậy cho nên anh ấy vừa mới chuyển ra khỏi nhà Còn với tụi nhỏ Con cũng đã có nói chuyện rồi Tụi nó không sao chứ Dạ ừ. Bà biết rồi Bà, bà ăn tối chưa vậy À Bà ăn với thư ký Trang rồi à, Dạ Vậy bà nghỉ ngơi nha Ừ Ba từ quyết định phẫu thuật không cho bất cứ ai biết. Giờ thì chị lại chịu cảnh ly thân. À, thực sự khi ở trong ngôi nhà này, anh cảm thấy hạnh phúc khi có anh Hy. Nhưng còn những người thân của mình, họ phải chịu tổn thương như vậy, anh không chịu nổi. Chuyện đó làm anh cảm thấy rất buồn. Ba biết rõ bây giờ anh và chị Sơn Dân đang rất dứt giả. Vì vậy cho nên ba mới quyết định âm thầm đi phẫu thuật một mình. Đang lẽ anh phải ở đó bên cạnh ba mới phải. Em nè, hay là chúng ta có thể sắp xếp chuyển về sớm hơn một chút được không em cũng muốn như vậy chúng ta cần phải chuyển về nhà ngay lập tức ngày mai chúng ta chuyển về luôn có được không <laughs> dạ được Tạm biệt Kim Sang ho Hôm nay anh đã được tự do rồi đó Từ giờ trở đi Anh không cần phải gượng ép nữa Không cần giả giờ vui cười nữa Anh được giải thoát rồi Bây giờ Anh có thể ở một nơi nào đó khác Nơi mà anh không cần phải sống một cách giả tạo nữa chúc mừng anh nha cảm ơn em nhiều <cười> <cười> cơm bán sức nhiều lúc anh khiến tôi ngán tới tận cổ nhưng tôi buộc phải ở bên cạnh anh thôi bởi vì nịnh bợ anh thì anh sẽ cho tôi hết những gì tôi muốn cô không đủ tư cách để trở thành vợ tôi đâu sau khi trở thành chủ tịch mình sẽ lập tức ly hôn với sinh vong và kết hôn với một người nào đó trẻ trung và giàu có hơn nhưng dù sao đi nữa mình vẫn cần phải giữ Sindahi bên cạnh <laughs> <laughs> ừ. ngon quá đi <cười> <cười> sao rồi ông ơi ông đi du lịch có vui không ừ tôi đây bà của còn để chuyển ra ngoài rồi ông đã biết ông chỉ mong là hai con có thể hiểu và thông cảm dạ dạ bất cứ lúc nào cần đến ông ông sẽ luôn ở bên hai con hai con hiểu không dạ dạ ừ. đây hả mẹ ừ. lột ra cho mẹ đi đúng rồi đó vậy được chưa ô trời ơi mát quá đi <laughs> mẹ nè cái này có thật sự khiến cho da mặt mình mềm hơn không tất nhiên rồi bởi vậy nên mẹ mới làm chứ chăm chỉ đắp thì da mới đẹp được <laughs> vậy cho con đắp với được không được đó đúng rồi làn da mịn màng cũng rất quan trọng với đàn ông con lấy một cái ra đắp đi ha dạ con biết rồi da mặt sẽ sáng rực luôn đó ô <laughs> oh, trời ơi nếu mình đắp cho a Yon, chắc là cô ấy cũng sẽ rất thích ha <laughs> con không làm gì sai hết nên đừng tự trách bản thân làm gì giờ anh ấy đã đi rồi con mới nhận ra rằng bản thân con đã sai rất nhiều con sai ở đâu chưa con sai vì con đã tin tưởng chồng mình một cách mù quáng con cũng sai vì đã thích anh ấy quá nhiều tất cả đều là lỗi của con ba được rồi bà hiểu con không muốn tranh cãi thêm nữa nhưng mà trước mắt vẫn còn một chuyện rất quan trọng phải rồi mọi việc ở công ty thế nào kim sang hô anh ta đã chuẩn bị cho những việc này từ rất lâu rồi anh ta biết chuyện này sẽ xảy ra vậy sao sáng ngày mai Việc đầu tiên anh làm là nên gọi điện cho ba Nhắc ba nghỉ ngơi cho khỏe lại nha anh Chắc chắn là vậy rồi Bác sĩ nói là ba nên ở bệnh viện thêm vài ngày nữa Nhưng mà ba không chịu muốn về liền à. Những chuyện xảy ra ở công ty Chỉ khiến ba thêm căng thẳng mệt mỏi Nên ba nghỉ ở nhà thì hơn <laughs> Em nghĩ là ngày mai chúng ta nên tan làm sớm Rồi mời ba đi ăn tối uống trà Nói chuyện với ba một chút có được không Được chứ <laughs> À. À, à, thưa kia cha Dạ à, à. Từ ngày hôm nay trở đi Tôi nghĩ chủ tịch nên làm việc ở nhà thì tốt hơn à, Nhưng sao à, vậy Thì tại à, Ngày ấy có cuộc hẹn với bác sĩ Nên tôi ở nhà cùng ngày ấy Cho nên tôi nghĩ là Ngày ấy không cần phải đi tới đi lui đâu à, à Vậy cũng được Nhưng mà ba tôi đồng ý chứ à, Dù sao hôm nay chủ tịch cũng phải ở nhà à, Được anh vào bên trong dạ, đi. Dạ, tôi xin phép. À, cứ vào đi. À. Ồ. Ờ, đừng nói là chủ tịch tới công ty làm nha. Tôi biết rồi, sau khi ăn sáng xong tôi sẽ đi ra ngoài dạo một chút rồi nghỉ ngơi ở nhà. Dạ được thưa chủ tịch. Nhưng mà nè hôm nay cậu phải tới giúp đỡ cho tụi nhỏ ở công ty chúng cần chuẩn bị kỹ cho cuộc chiến sắp tới nên chúng ta rất cần sự giúp đỡ dạ yeah, tôi biết rồi thưa chủ tịch ừ đi đi sáng anh gọi ba anh nói xong rồi tình hình của ba sao rồi anh nghe giọng của ba có vẻ cũng khỏe mà anh à anh có nói với ba là em nói với anh không anh đã nói luôn rồi sao <laughs> anh giỡn em một chút xíu <laughs> Bà có vẻ rất vui khi nghe tin chúng ta sắp chuyển về nhà ở Dạ Trước hết chúng ta hãy chuẩn bị đồ dùng cho vài ngày trước Để khi nào có thời gian chúng ta sẽ dọn sạch chỗ này Biết đâu được anh Hy có thể sẽ không thoải mái khi ở đó thì sao Vậy cho nên chúng ta vẫn cần nơi để quay về chứ <laughs> Em đồng ý <laughs> À bây giờ em đi chuẩn bị túi quần áo để vào xe trước nha Được rồi <cười> <cười> Đây <laughs> hôm nay mẹ không đi tập thể dục buổi sáng nữa hả ừ kể từ giờ mẹ sẽ ở nhà ăn sáng giống như trước dù là vậy đi nữa nhưng mẹ cũng phải kiên trì tập thể dục cho khỏe chứ nhưng mẹ thích ở nhà ăn sáng cùng với các con của mẹ hơn có ba ăn với hai đứa rồi con cứ đi tập đi ba đừng lo cho con à phải rồi hai đứa tối nay cậu mợ chuyển về đây ở luôn đó thiệt hả thiệt hả mẹ <laughs> chắc là họ chuyển về đây sống hơi lâu vậy thì thích quá con cũng vậy bà cũng rất thích với lại con nghe nói mợ nấu ăn rất ngon có phải không mẹ? Ừ, so với mợ thì mẹ chỉ là nghiệp dư thôi. Trời, món sườn kho của mẹ rất ngon không phải hay sao? Đó là món mà con thích ăn nhất luôn đó. <laughs> Cảm ơn vì con đã khen mẹ nha. <laughs> Đây là cái gì vậy? Bữa sáng đó. Cái này sao gọi là bữa sáng được? Em phải nấu cơm và nấu canh cho anh Sao lại ăn như vậy được Thời đại nào rồi mà còn có người nấu ăn sáng kiểu đó Ăn vậy có sao đâu Lát nữa chúng ta ăn tiếp Bên ngoài có rất nhiều nhà hàng còn gì Bộ em muốn chúng ta bị bắt gặp một lần nữa phải không hả Đúng hả Được rồi anh ăn nhanh lên đi Lát nữa em đi ăn sáng bên ngoài là xong Nè đợi đã đã hìa à? Không phải Em là phụ nữ thì em nên học nấu ăn hay sao Mấy món khô khóc như vậy Em không định cho anh ăn mỗi ngày chứ em định như vậy đó. Không nấu ăn gì dọn dẹp là phương châm của em, chúng ta có thể thuê người giúp việc. Hơn nữa em còn phải đi tập thể dục, anh đi làm vui vẻ nha. Vậy đi. Gặp anh sao? Ôi trời ơi, hết nói nổi mà. Đứa nào bị mù mới đi thích kiểu phụ nữ như cô ta. Ôi. Chắc giờ này cả nhà đang ăn sáng rồi. Mình ở nhà là mình được ăn cơm canh với thịt bò rồi. Lý do mình không muốn chuyển đi sớm hơn cũng là vì mấy món đồ ăn sáng đó. Rốt cuộc đây là cái gì đây? Bà, bà cố gắng ăn nhiều rau chân vịt vô. Rất tốt cho tim của bà đó. Ừ, bà sẽ ăn. Alo, anh Kim hả? Sao? Anh vừa nói gì? Được rồi, tôi đã hiểu. Cô Xuân Do? Ờ, xin chào thầy ô. Vẫn chưa tới giờ bắt đầu cuộc họp mà. Tôi có tình khẩn cấp cần báo đây có chuyện gì vậy? Suy do à, cô đã nghe đến chuyện bình mama mới tung ra sản phẩm đồ ăn nhẹ mà sản phẩm của họ giống hơi của tập đoàn Papa cô đã biết chưa? Sao? Tôi nghĩ sắp có thông báo rồi cô kiểm tra xem. Được, tôi biết rồi. Alo, đã hi. Anh đã đọc báo chưa vậy? Có chuyện gì hả? À? Tập đoàn Mama, họ tung ra thị trường đồ ăn nhẹ lợi khuẩn. Anh vẫn luôn đợi tin này không phải sao? Sắp tới, giá cổ phiếu của tập đoàn Ba Ba sẽ lao dốc không phanh như chúng ta dự đoán. Đúng rồi! Cuối cùng ngày này cũng đã đến! Em sẽ gửi bài báo cho anh coi. Thời gian đã chín mùa rồi đó. Mua hết cổ phiếu của Papa bằng tất cả số tiền em có ngay đi. Misu à, em đã đọc tin tức chưa? Em cũng vừa mới đọc xong chị ạ. À. Loại đồ ăn này là kế hoạch lớn nhất trong năm của tập đoàn. Chúng ta phải mất tới một năm rưỡi để hoàn thành được công thức đó. Chị chưa từng nghe bên tập đoàn Mama có ý tưởng giống như chúng ta như vậy. Phải tổ chức cuộc họp của đông ngay thôi. Chúng ta phải giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Ờ, à, em làm đi. Alo, là tôi đây dưới danh nghĩa của tập đoàn sd số cổ phiếu còn lại của papa tôi muốn mua hết tất cả yeah.